Chào mọi người, đây là cái siêu thị mới mình mới đi. Không phải là siêu thị mấy lần nữa. Siêu thị này thì có mấy con. Đây là con cục đẩy này, cục đẩy của Naxman này. Ấy, có bóng ở trong này, mọi người nhìn thấy không ạ? Rất nhiều bóng ở trong, mình quay gần cho mọi người nhìn. Đấy. Con này sản xuất năm 1972. Giá nó vẫn còn rất là đắt nha mọi người nha, rất là đắt. Ok. Đây là một con Jack. Con này đắt thế. Cái này là kết nối mạng của Naxman à. Con này là cái gì đây? Denon, cái gì của Denon đây, mình không rõ đâu. Nó đắt lắm. Đắt này cũng hãi, Mazan này mọi người. Con này cũng đắt, đắt kinh khủng luôn. Đẹp thế nhở? Esoteric con này nó tất cả nó đều đặt ở trong cái bọc trong túi bóng nên là rất là đẹp nha mọi người nhé. Rất là đẹp luôn đấy. Ồ, con này COD vẫn còn rất rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Đây một con âm ly của Kenwood này. Kenwood kiểu đây đầu giải mã, đầu giải mã của Sony này, Sony MDS-Z3000 đúng không ạ? Đầu giải mã của Sony. Con này đầu giải mã của Denon này. Đầu giải mã của Denon. Đây cũng một cục công suất. Cục công suất của Men đúng không ạ? Quay cho mọi người nhìn. Đây có 4 2 4 5 6 bóng nha mọi người nhé. 6 bóng này. 6 bóng. Onkyo âm ly. Âm ly của Onkyo đây. Âm ly của Onkyo đây nha mọi người nhé. Con này là TX-RZ820. Anh em nào mà lấy con nào trong cái video mình vừa quay ấy, thì anh em cứ chụp lại màn hình này xong gửi vào Zalo hoặc là Facebook cho mình. Mình sẽ báo giá cho anh em. Con này một con Sansui nha mọi người nhé. Một con Sansui âm ly. Nó còn rất là đẹp anh em ạ, cực kỳ đẹp luôn. Rồi đến đây cũng vậy đúng không ạ? Hai con liền, hai con khác đời thôi, khác model thôi, khác model thôi. Rất là đẹp. Con này còn đĩa than à mọi người, đĩa than à, đĩa than đây rất nhiều nhé, đĩa than đây rất nhiều. Ở con Mazan này, con Mazan này mọi người, con này rẻ nhở? Âm ly Mazan này, PM44SEF. Onkyo đây. Cực rẻ nhá. Mình nghĩ là rẻ. Đèn nông này. Cái này chạy đĩa, đĩa DVD kết hợp đúng không ạ? Đây còn âm ly thực thụ đây, âm ly thực thụ của đèn nông này. Con này là PMA3904. Đúng không ạ? Con tu 9500 của Sansui này. Cái này là cái gì đấy? Cái bộ này là bộ kiểu như là gọi là gì nhỉ? Mình không biết gọi là gì, quên mất rồi. Đấy. Onkyo âm ly này. Cái này nếu mà ấy thì sẽ mở được ra đúng không? Con này có 135W đây. 135W. Mazan rất đẹp. Đĩa CD, nhìn cái này nó thiết kế đẹp nhỉ. Rất là nhiều ở đây nha mọi người nha. KS380 này lại còn rẻ nữa này. TX đây một cục đẩy này, một cục đẩy của Classic rẻ đúng không ạ? Một cục đẩy, có một cục đẩy Power ở đây, nhìn rất là mới, long lanh lấp lánh. Con này không biết cân nặng bao nhiêu,
Sony này. Đấy, rất nhiều anh em ạ, cực kỳ nhiều nhá. Quay cho mọi người xem thoải mái luôn. Đèn ông này. Đấy, mọi người xem đi. Con này Tascam này. Con này á, nhìn nó khá là ngộ nhỉ. Kiểu như cái đài ấy, đài đĩa, đài băng luôn. Đấy, vẫn chạy hoạt động bình thường. Anh em nào có mê không? Đây nó ghi là đài đây, cassette Tiski đây. Đây nó có cái này, nó sẽ có đèn sáng này, hai cái đồng hồ đúng không? Hai cái đồng hồ nhìn rất là ngầu. Rồi tiếp tục một con đèn nông. Đây cũng là một cái nghe được đài luôn nha mọi người nhé. Nghe được đài ghi âm các kiểu ở đây. Đây là cái gì đấy ạ? Đài đây. Nghe được đài và đèn ông này. Mấy cái này này. Con echo, chỉnh echo các thứ. Đây cũng con Tascam giống như vừa nãy đây. Đẹp thật đấy. Như mới anh em ạ. Rồi anh em mình sang bên này. Đây, mấy con AV này, một con âm ly xem phim đây. Mấy con âm ly xem phim đây. Có Onkyo đúng không ạ? Đây con đèn ông này. Này mọi người nhìn thấy không ạ? Trên này. Quá là đẹp luôn. Đẹp quá đấy đúng không ạ? Đây nữa. SA606X 9900. Nhà mình đang dùng con này. Mình đang dùng con này nha mọi người nhé. Con này công suất hơi cao nên là mình không muốn dùng, mình bán đi. Bạn mình lấy ra đây. Mình đang còn suy nghĩ có bán không. Bán đi cũng khó mà mua lại đúng không ạ? Rồi đây một con AV của Pioneer nhé, đèn ông này 2920. Cho nên là cái gì đây, cái này là tôi không biết luôn nhá, rẻ lắm, vỏ gỗ đỏ. Cái này là cái gì luôn? CD cái gì? Đĩa than ở trên này mọi người nhìn thấy không? Mọi người nhìn thấy không ạ? Ok. Rất là nhiều thứ ở đây anh em nhá. Tôi quay lại mấy cái cục đẩy công suất này ở đây. Ở đây có một cục công suất thôi. Đấy, có một cục công suất này duy nhất. Còn lại thì là mấy cái âm ly các thứ đúng không ạ? Có cái cục công suất này rất là ok này. Không biết là có ai lấy không? Không biết là có ai lấy không? Cục công suất của Classic Pro. Rồi anh em nào lấy cái nào trong đây thì chụp lại màn hình cho mình nhé. Và gửi cho mình vào Zalo hoặc Facebook. Mình sẽ nhắn lại cho anh em giá tiền đúng không ạ? Đây còn đèn ông 390 đợt trước có bạn nào hỏi mình đây. Đây là con 3 này, đây là con 4 này. Đấy, giá là con 3 cao hơn con 4 này. Đúng không ạ? Anh em nào lấy những con âm ly này thì bảo mình. Con này nghe nhạc chắc sướng lắm đấy. Chắc là thích lắm đây. Giá nó không cao lắm. Giá nó không cao lắm đâu. Made in Japan luôn nha mọi người. Made in Japan luôn nha. Đấy. Nó nhẹ thôi, không nặng đâu. 390 AE đây. Rất nhiều. Rất nhiều nha mọi người nha. Ok, mình dừng video ở đây. Rất là nhiều thứ ở đây anh em nhá. Loa đài âm ly. Rất nhiều mọi người ạ.